Thưa quý vị, đến nay thì đã 5 năm kể từ ngày bé Nhật Linh, em bé 9 tuổi người Việt bị sát hại ở Nhật Bản. Suốt 5 năm qua thì gia đình đã đấu tranh không ngừng nghỉ để thủ phạm phải chịu án cao nhất nhưng bất thành. Và mới đây thì gia đình bé tiếp tục chịu thêm thiệt thòi khi mà tòa án hình sự Nhật Bản vừa gửi thông báo cho gia đình bé Linh với nội dung không thể gửi tiền bồi thường vì lý do là hung thủ không đủ tiền. Theo thông báo của tòa án hình sự Nhật Bản vừa gửi cho gia đình bé Linh vào ngày hôm nay, tòa án đã yêu cầu thủ phạm phải bồi thường 70 triệu yên, tức là khoảng 14 tỷ Việt Nam đồng cho gia đình. Tuy nhiên trên thực tế thì tài sản hiện có của hung thủ chỉ có trị giá là hơn 19 triệu yên, tức là gần 4 tỷ đồng. Mặt khác, thủ phạm cũng đang nợ ngân hàng hơn 37 triệu yên là gần 8 tỷ đồng vay từ nhiều năm trước. Khi căn nhà vẫn mới, giá trị còn cao, giờ thì nhà đã cũ, giá trị giảm chỉ bằng một nửa tiền nợ ngân hàng vì thế mà họ không thể tiến hành cưỡng chế và phát mãi tài sản, bồi thường cho gia đình bé Linh. Đến nay sau 5 năm con bị sát hại, gia đình bé Nhật Linh chưa nhận được một đồng tiền bồi thường nào từ hung thủ. Vào ngày 24 tháng 3 năm 2017, bé Nhật Linh đi bộ khi mà đi học ở thành phố Matsudo, tỉnh ở Chiba. Cô giáo và các bạn của Nhật Linh không thấy em đến trường. Sau đó thì trên mạng Internet đã xuất hiện những dòng tin nhắn lạ với nội dung đầy bí ẩn. Nếu trời ấm hơn thì hãy tìm xác một bé gái dưới kênh. Và hai ngày sau thì một người đi bộ đã phát hiện ra thi thể của Nhật Linh, cách nơi mà người ta thấy bé lần cuối là 10 km. Nguyên nhân gây tử vong là bị siết cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Hung thủ được xác định từng là hội trưởng hội phụ huynh trường nơi mà bé Nhật Linh theo học.